Hiện tại là 9 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh TV của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hôm nay tôi xin giới thiệu một đôi lộc bình gỗ sạc cừ. Đôi này là kích thước là 1m6. Chúng tôi đã hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Hùng tại Hà Giang. Đây này chúng tôi đã xong. Hôm trước tôi đã gửi hình ảnh sản phẩm mộc cho anh xem rồi. Này chúng tôi đã xong hoàn thiện phần sơn BU rồi. Quay lại để cho anh Hùng xem. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ gửi xe cho anh Hùng tại Hà Giang. Đây là hai đôi lộc bình đục tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai 4 mùa full BU bóng. Đi một lượt vòng quanh. Cái cổ này đúng 3 chữ Phúc Lộc Thọ. Có lẽ là cái mé đằng này là nó ngược chiều ánh sáng nên là chúng ta không nhìn rõ được. Mình quay đằng trước này nó đúng chiều sáng hơn. Rồi mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987251086. Website đồgỗtùngtám.com, xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Chào, hẹn gặp lại những clip khác.